Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình đang có mặt ở trên cụ xà lan này. Chiếc xà lan này chiều ngang là 6m4, chiều dài 30m nha các bạn. Hôm nay vô tình đi thấy mấy chiếc xà lan ở trên này đi quay cho các bạn xem nha. Nhưng dịch đó thì hồi nãy chú nói là 1m4. Hôm nay lên đây khám phá rồi có gì xem không nha. Đấy, dung dịch của xà lan này các bạn. Để có nhiều anh em các bạn thắc mắc là hỏi dung dịch là xà lan nó khác gì dung dịch tàu thì nó cũng như nhau thôi nha. Đây, chiếc này rất là mới nha các bạn. Wow, chiếc này hình như chú đóng mới hả? Cái này năm 2006 rồi. Dạ, chiếc này rất là mới nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ đi vòng vòng đi cho các bạn xem có gì để xem không nha. Đi cận cảnh lại chút xíu này. Wow, cái bánh lái xà lan rất là bự nha các bạn. Thì hồi nãy mình nói thì chú mình có hỏi chú đó các bạn. Đây, hôm nay đây, chân dịch của xà lan thì nó cũng như cái chân dịch của tàu thôi ha. Này, rất là cũng nói chung là nó cũng na ná chân dịch tàu thôi. Còn lơ ký của xà lan này. Wow, cái này 1 gang luôn các bạn. Sắt. Ồ, hình như sắt này nó muốn đặt luôn hả ta. Đây, bánh lái này. Wow, chiếc này nhìn rất là bự nha. Chắc mình nghĩ gắn máy cu min hay sao. Đây, chiếc này thì hôm nào nó sẽ xuống này mà không biết mình có quay được hay không, mình không biết nha các bạn. Hôm nào để mình xin coi có quay được xuống này không nha. Wow, chiếc này chiều ngang là 3, chiều dài là 30 mấy mét các bạn. Đi, mình đi lại vòng vòng xem coi có cái gì xem không nha. Nó có cái giống ụ tàu không hả các bạn. Còn phía đằng này thì cái máy này chắc mình nghĩ là để kéo hay sao nè. Còn bên này tham quan khám phá ụ xà lan nha. Hôm nay thì mình quay toàn là tàu thôi. Wow, cái mũi này các bạn. Nguyên chiếc xà lan ở trên bờ nè. Cái này bằng sắt ha, có một cái màu xanh rất là đẹp. Nó nguyên con ở trên bờ luôn. Phải chi có cái cơ hội nào đó mình sẽ quay cái lúc mà hạ thủy xuống cho các bạn xem ha. Cái đây là chắc mình nghĩ cái đường để mà cô chú xà lan đi lên này. Tại vì mình không có gành về những cái người ta đóng xà lan nữa, cho nên mình không thể nào mà biết được chính xác thông tin nha các bạn. Đây, trước mũi xà lan. Bên này còn một cái giặt nữa rồi. Bên này còn một chiếc xà lan đang đóng này. Đó. Wow, cái sắt của xà lan này các bạn. À, trước giờ mình mới thấy ha, cái này cũng như là cái cong của xà lan này. Không biết có chính xác không nữa. Đó, cái mũi xà lan cái chiếc này người ta chuẩn bị đang đóng mới để mình coi cái sắt này nó dày khoảng mấy phân. Cái này nó dày khoảng 1 phân nha các bạn. Cái này này. Wow, cái ở trong này. Wow, ngộ ghê ha. Đó. Là trước giờ mình thấy xà lan thôi nhưng mà chưa thể biết cái cách thức người ta đóng này, cái dàn sườn ở trong này. Cái này thì nó khoảng đây qua đây khoảng 5 tấc nha. Wow, nhìn giống ngộ ghê ha. Đây là cái lường ở phía trước đây. Đó. Con này chắc cái lô của xà lan rồi các bạn. Mình nghĩ vậy thôi, không biết có chính xác không nha. Khám phá và ụ đóng xà lan nha. Chiếc này nhìn nó người ta đang đóng ha. Ở trong thì người ta đã có sơn cái màu rồi. Còn cái bên này thì mình nghĩ chắc là cái máy để kéo xà lan lên này. Nó wow, cái máy kéo xà lan có khác cái máy của kéo hạ tàu nha các bạn. Này là hộp số, giống hộp số máy bay vậy ha. Được cường cáp hết hồn chưa. Đây, quay lại chiếc bên đây nha. Bây giờ mình sẽ tìm cách mình chui vô trong coi có được không nha các bạn. Đi vô cái kẻ này. Kẻ này rồi sẽ ngóc đầu lên đây. Wow. Đây là bên trong của một chiếc xà lan khá là to. Người ta đã sơn một cái màu xanh. Bây giờ thì mình sẽ lên đây đi thử nha. Cái nổi một cái ô vuông này mình không biết là cái gì luôn nè. Cái này chắc mình nghĩ là nó chịu cho xà lan cứng đó các bạn. Đó, nhìn nó ngộ ghê nha. Đây, mình đang đi trên đây nè. Hiện giờ thì mấy anh em đã nghỉ hết, đóng hết trơn rồi. Còn mấy cái này là người ta mới hàng. Wow, rất là bự nha. Cái này thì nó có một cái chiều cao khoảng tầm 3 mét hay sao các bạn. Tại mình đứng thì nó khoảng tới đây thôi. Đây, chiều cao lên chắc mình nghĩ khoảng 3 mét. Mình đứng nó tới đây thôi nè.
Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài kia coi còn gì để xem và khám phá không nha các bạn. Lần đầu tiên mới thấy được cái ụ đóng tàu, đóng xà lan. Nhìn nó rất là lạ nha các bạn. Bây giờ thì mình đã qua phía sau rồi các bạn. Cái chiếc xà lan ở trên này là cái chú chủ xà lan cho em biết là một cái động cơ Cummins 400 ha. Chạy dương dịch là nãy chú nói bao nhiêu, 1 mét mét tư ha. Chú ở đâu lần hả chú? Ở Kiên Giang ha. Chiếc này chừng nào mới xuống nè chú? 16 mình ha. Dạ. Nhìn nó rất là đẹp, chiếc này chú sửa ha. Một cái mối hàng đó nè các bạn. Chiếc này hoàn thành hết là nếu mình đóng mới nó khoảng bao nhiêu tiền hả chú? Tỷ gửi hay là máy móc luôn ha? Ừ, máy móc luôn. Dạ. Tỷ gửi sắt này nó dày 2 phân không chú? Sắt này nó 8 ly à? 8 ly chưa được 1 phân ha? Chưa. Dạ. Ủa cái này là nó xuống này là xuống bằng ống hơi hay sao chú? Xuống con cái thao á. À lăn xuống cái một luôn hả? Xuống. Là nó không có xuống từ từ ha? Ừ, lăn xuống là từ từ lăn xuống lên ha. Dạ. Cái thao lên. Vậy là hôm nay chú sửa ở đây bao lâu rồi? Sửa này cũng phải gần tuần này. Dạ. Ủa cái đó là mình chổi ha? Ừ. Chổi nó kê cái này lên đó. Ủa chú? Mà độ khoảng khoảng cỡ mét bề cao có khoảng mét rưỡi á. À bánh lái nó 1,5 m ha. Là nãy chú nói cái chân vịt này là mét tư hả chú? Nên vịt là bằng thao phải không chú? Thao à. Dạ. Cái này hình như con thấy nó muốn đặt luôn rồi phải không chú? Không, cái này bọng. Bọng ha. Cái lơ ký của nó ha. À, lơ ký. Dạ, cái này là mình lái bằng thủy lực hay lái lái bằng thủy lực á. À lái bằng thủy lực hả chú? Dạ. Cái hộp số thì mình chạy mấy tua hả chú? Số chạy 4 tua rưỡi. À nó cũng như hộp số tàu mình hết ta. À đúng rồi. Dạ, Cummins 400 là cò lớn hay cò nhỏ chú? 400 cò nhỏ. Dạ, chứ không phải cò nhớt ha. Bét nha, ấy nhớt. À không. Dạ. Hoặc các bạn hãy nhìn từ xa cái chân vịt nè, với chú nè. Cái này là ở dưới nhìn lên này các bạn. Ồ cái bánh lái này nó có cái lằn lằn này làm sao hả chú, con không hiểu hả? Cái này nè. Cặp cái nẹt cho cứng. À cho nó cứng được ha. Dạ. Cummins 400. Có chiếc này khoảng bao nhiêu tấn hả chú? Chiếc này nó gần 300 á. À vậy đó ha. Ừ. 300 tấn mà thấy con lên bờ thấy bự quá hả chú? Ừ, lên bờ thấy bự vì nó có cái độ sắt nó dày á. Dạ. Thẳng xuống tới đây. Dạ. Thẳng xuống tới đó ha. Dạ, à vậy là cái độ sắt đó xuống là cơ tới đó. Dạ. À vậy là cái này, còn đây là cái phao mà để cho người ta xuống xà lan này các bạn. Người ta sẽ bơm hơi vô đây. Và cái phao này khá là dày nha. Này. Này cái dồi này, cái vỏ này nó giống như một cái vỏ xe gì đó. Hôm nào mình sẽ tìm cách quay cái xà lan xuống này cho các bạn xem nha. Này các bạn thấy nè, nguyên như một cái bao tử vậy ha, rất là bự. Cái chiều ngang này nó khoảng tầm khoảng 3 mét nha, 2 mét mấy 3 mét. Cái này mà bơm phình lên thì nó rất là to. À. Thì cái này chút nữa cái xà lan người ta sẽ đặt nằm lên đây, rồi cái xà lan sẽ lăn từ từ xuống. Đó, còn phía này nữa. Ở đây có rất là nhiều những cái bao tử như thế này các bạn, mình không biết kêu cái gì. Nhưng mà tạm thời mình chỉ kêu cái bao tử thôi ha. Nè. Nó bự mà nó rất là cứng nha. Cái này nó đâu có độ dày khoảng 2 phân á. Đó, đây có mấy cái, đây còn đây một chiếc xà lan nữa này. Còn ở phía bên kia nữa, thôi thì mình sẽ hẹn một ngày gần nhất mình sẽ quay cái lúc xà lan xuống nề cho các bạn xem nha. Hôm đó thì mình chỉ quay tàu thôi, chưa quay được chiếc xà lan nào ở trên bờ. Còn đây là khung, hãy nhìn lại khung cảnh những chiếc xà lan ở trên bờ. Chiếc đó thì nó có tầm khoảng 300 tấn. Dài thì 30 mấy mét, ngang 6 mét mấy, có gắn một động cơ Cummins 400, chân vịt 1 mét 4 ha. Thì đó là những cái thông tin chính xác của chú chủ xà lan cho mình biết. Còn chiếc bên này thì đang chuẩn bị đóng mới. Còn cái này thì nó có những cái này là để người ta chim xà lan này các bạn. Tức là nó có giống như cái con đội mà người ta đội lên xong người ta sẽ nhét nó vô ha. Thì qua đây thì mình không biết có chính xác hay không. Anh em đóng xà lan có gì sai sót thì thông cảm cho mình nha. Đó, thì bên kia còn một chiếc nữa kìa. Còn chiếc này thì người ta sẽ kéo lên nữa nè nha. Đấy. Mấy cái thép này thì mình nghĩ là người ta chuẩn bị đóng này. Đó, cái sắt mà để người đóng xà lan đấy các bạn. Thép đó ha, nguyên miếng luôn. Thì cái xà lan này thì người ta không có đóng giống như tàu biển mình ha. Tức là người ta sẽ cho nó vô từ phần vô ha. Nè, không, có một lia 8 phân thôi chứ chưa được một phân một phân nha. Còn bên đây thì mình thấy là chắc có mấy cái đóng sắt. Đóng sắt của xà lan lấy ra này. Giống như đóng cây của ghe vậy các bạn. Đây là chắc cái bánh lái quá ha. Nó có rất là nhiều thứ để coi luôn. Thì mình sẽ cố gắng quay một chiếc xà lan xuống này cho các bạn xem nha. Đó, đây chiếc cu be cổ Mitsubishi.
Và chắc có lẽ là cái video mình sẽ tạm dừng tại đây nha, tại vì bây giờ thì mình chỉ lên khám phá cho các bạn xem cho nó vui thôi. Rồi mình sẽ tìm cách quay xà lan lên nè, xà lan xuống ngủ ha. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Đây, nhìn lại, ngắm nhìn lại.